Hello, Sang Thị Nở xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Sang Thị Nở sẽ vô trong bếp và Sang nấu phở gà. Nấu phở gà theo cái cách của Sang á, thì hiện tại bây giờ các bạn biết là tiền điện, tiền nước, tiền ga, cái gì nó cũng tăng hả? Cho nên Sang sẽ nấu theo cái cách này đỡ hao điện nhất và nhanh, ngon, nước dùng ngon, trong nữa. Và gà rất là ngon luôn. Nấu theo cái phở gà theo cái kiểu của Sang Thị Nở à, các bạn ha. Thì nguyên liệu Sang có nấu phở gà rất là đơn giản, không có cầu kỳ giống như là phở bò. Nguyên liệu của Sang á, gồm có là có 3 củ hành tây. Sang nấu cho cái phần nước dùng á, là khoảng 3 lít nước đây ạ. Khi mà nước sôi á, Sang mới bỏ những cái hành tây này vô. Thường á, thì các bạn có thể nướng những cái củ hành tây này lên cho nó thơm, nhưng mà đối với Sang thì nấu theo cái kiểu mà cách đó, tiết kiệm điện, tiết kiệm ga đó, cho nên là Sang sẽ nấu là theo cái kiểu này, không có nướng, nhưng mà nước nó vẫn cứ ngon nha các bạn ha, và hành nó tỏa ra cái cũng vẫn rất là thơm. Nếu mà các bạn có thể chẻ những cái củ hành ra cũng được thì nước nó chảy ra nhiều hơn đó. Còn Sang nấu theo cái kiểu này, Sang không có chẻ củ hành ra, nhưng mà Sang nấu theo cái cách mà để nước nó sôi rồi Sang bỏ củ hành vô, bỏ quế vô đó, 3 lít nước thì Sang bỏ 1 cọng quế thôi đó, và bằng này cắn hồi nè các bạn nè. Và gia vị của Sang gồm có là có phở, gia vị phở. Sang bỏ cái hết một cái hũ, một cái gói này vô 4 viên đó, Sang bỏ vô hết luôn. Chút nữa Sang sẽ nêm muối. Sang sẽ nêm thêm muối và đường thôi. Và Sang đậy cái phần này lại, sau đó tắt bếp. Như vậy thì nó sẽ rất là tiết kiệm ga điện nước cho chúng ta. Sang đậy như vậy lại á, rồi hồi sau nó vẫn đang còn nóng mà. Trong cái thời gian nóng như vậy thì Sang đã đi qua Sang xử lý con gà. Gà này á, Sang sử dụng là gà Bắp mà các bạn. Đó thì Sang Sang nấu theo cái kiểu này để cho nó nhanh á, nó đỡ hao điện á, là Sang xé phay con gà ra, con nói xé phay thôi chứ Sang phải cắt con gà ra như thế này thì để nó nhanh hơn á, nó nhanh chín thì nó đỡ hao điện. Những cái phần mỡ này ấy, Sang không có ăn, Sang sẽ bỏ đi, Sang không có dùng tới nè. Đó, mỡ này nó sẽ làm cho cái nước đó, nó nhiều mỡ lắm, sao không thích ha, hầu như chắc mình không thích ăn mỡ hay sao. Đấy, tất cả những cái gì có cái mỡ 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 dính dính vô là xong, bỏ hết. Đấy, sang lọc con gà ra như thế này nè, sang chẻ ra như thế này thì nó rất là nhanh, nhanh chín và là xong rồi đó các bạn. Đó, vì cái nồi nước ở bên kia lúc nãy Sang tắt bếp á, nó đang còn sôi mà. Đây nè, cái nồi này á, của Sang á, lúc nãy tắt mà vẫn đang còn sôi dữ lắm. Đó, Sang bật bếp trở lại. Làm như vậy thì sẽ đỡ, rất là đỡ hao điện cho chúng ta. Nếu mà các bạn sử dụng bằng ga cũng vậy, đỡ hao ga lắm. Đó. Thì cái bếp điện này nó còn nóng ở phần dưới á, cho nên á, là có giữ nóng được trong này. Khi mà Sang bỏ gà vô, nước vẫn đang còn sôi ha, chờ nó sôi lại, sau đó Sang nêm nếm luôn. Nêm nếm là Sang tắt bếp, đậy nắp là gà nó tự chín ở trong này luôn. Với cái phần 3 lít nước á, Sang bỏ cái gói này vô nè các bạn nè. Cái gói gia vị phở này vô, Sang bỏ hết cái phần 4 gói này luôn á. Nấu theo cái cách này của Sang á, nó vừa nhanh, ngon, đỡ hao điện, và hơn nữa là ví dụ như là mình đi làm về mệt á, mình không có, thường á, người ta nấu phở người ta nói là phải để qua lần sau nó mới ngon, nhưng mà nấu theo cách này của Sang á, là nấu ăn được liền.
khi mà nước gà Sang thấy nó đang sôi á, nó đang sôi và nó đang nổi bọt này, chuẩn bị Sang sẽ vớt cái bọt nó đi. Sang nêm gia vị vô xong rồi Sang Sang vớt bọt gà luôn, vậy là Sang đậy nắp là xong á. Sang sẽ bốn cái cục hạt nêm đó rồi á, thì Sang bỏ vô một chút muối nữa, lấy cái muỗng này này các bạn này, Sang bỏ vô để coi ứng chừng thôi nha, đây cỡ bằng này muối nữa thôi đó. Còn đường thì Sang cho vô một muỗng đường luôn, đấy một muỗng đường luôn. Ok, sau đó là vớt bỏ. Nấu theo cái kiểu này á, cấp kỳ luôn đó các bạn. Còn cái bánh phở thì các bạn luộc bánh phở các bạn biết rồi. Sang á, đối với Sang á, theo cái cách của Sang luộc nhanh á, thì lúc mà Sang đổ nước vô cái nồi á, Sang bỏ luôn cái bánh phở vô luôn và Sang bắc lên bếp. Thì có nghĩa là nước nó sôi đến đâu bánh phở nó cũng từ từ nó mềm ra tới đó. Và khi mà nước nó sôi lên rồi ấy, thì có nghĩa là bánh phở nó cũng đã mềm rồi. Sau đó là Sang tắt bếp rồi Sang chờ, để cái bánh phở trong cái nồi đó chờ khoảng cỡ chừng 5 phút rồi Sang mới đổ ra để cho cái phần bánh phở đó nó nở hết ấy. Đó là cái cách của Sang làm, rất là đỡ hao điện luôn, nấu vừa nhanh mà đỡ hao điện, đỡ có mất thời gian của mình. Thường thì Sang thấy là người ta bỏ cái bánh phở vô sau đó chờ nước sôi mới bỏ vô, làm như vậy mất thời gian lắm ạ. Mình bỏ trực tiếp vô luôn cũng được mà nhanh hơn, nếu nấu theo cách của Sang thì nó đỡ hao điện. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn rồi các bạn, các bạn thấy là Nga đánh Ukraine á, thì Nga cúp, hiện tại là Nga cúp cái đường ga thì ở bên châu Âu này đa số là mua ga ở bên Nga không nhiều lắm, cho nên đó là bây giờ tiền ga nó cũng tăng, cái gì nó cũng tăng hết, tiền điện hiện giờ cũng tăng luôn, cho nên là cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Cho nên mình phải Sang thì Sang tận dụng như vậy để tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm ha. Đó, coi như là Sang đã tắt bếp rồi đây nè. Nước nó sôi lên á, con là gà là bắt đầu nó nổi lên trên rồi các bạn nè. Gà lọc ra theo cái kiểu của Sang á, rất là nhanh chín. Nó bắt đầu nó nổi lèo phèo lên trên mặt nước nè. Đó, nó nổi lèo phèo vậy, nó đang chín đó các bạn. Đang chín thì sau đó Sang đậy nắp nữa là xong rồi. Sang phải vớt hết bọt đi. Vớt hết sạch bọt. Đó, Sang đậy nắp lại thì cái cánh hồi á với lại cái hành cộng với cái quế đó, nó từ từ nó thấm, từ từ nó nhả cái phần thơm của nó vô trong cái phần nước dùng này nè. Có người á thì họ nấu phở gà, người ta cho rất là nhiều gừng, chút nữa Sang sẽ cho ít thôi. Ok, bây giờ Sang mới bỏ gừng. Tại gừng á, thì các bạn biết khi mà mình nấu canh cải á, mình bỏ vô một chút nó cũng thơm nữa. Cho nên nó là bây giờ Sang mấy phần phần gừng của Sang mới bỏ vô nè. Sang lấy cái phần gừng cỡ bằng này, cũng bằng này thôi ha, cho 3 lít nước. Gừng á, thì nhanh thôi ạ. Gừng á, thì tại Sang cắt mỏng mà nó rất là thơm. Cái phần cuối này nó mới thơm nè. Sang không có gọt vỏ, tại vì cái vỏ gừng á, nó cũng tốt chứ không có độc hại gì đâu ạ. Miễn là mình phải rửa sạch sẽ thôi. Đó là cái cách nấu phở của Sang. Đây, thế là Sang bỏ gừng vô. Ha, vậy là xong. Đậy nắp. Ok. Thế là xong cái nồi phở của Sang rồi đó. Rồi quay qua luộc bánh phở. Vậy là mình luộc bánh phở xong xuôi, mình có thể ăn được không rồi. Còn nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể để như vậy, để nguyên như vậy nha các bạn nha. Khi nào mà các bạn ăn á, thì các bạn đun cho nó sôi sôi, nóng nóng trở lại, các bạn vừa nhớ vớt gà ra nha. Đừng có để mà đun mà nấu, mình nấu lâu á
thì cái gà nó sẽ chín nhão ra không có ngon đâu. Cái món phở gà này là cái món mà Đức nó thích lắm luôn á. Các bạn thấy Sang nấu phở gà nhanh cấp kỳ không nào? Nhanh cấp tốc luôn đúng không ạ? Có mấy phút là xong được cái nồi phở gà cấp tốc. Đây là cái cách nấu phở gà cấp tốc của Sang Thị Nở. Cái này Sang để khoảng được 10 phút rồi các bạn nè. Các bạn nhìn thấy là cái gà này ấy, nó nổi hết lên trên rồi thấy không? Và cái nước nó trong veo à. Nước rất là trong. Và cái mùi mà cũng gừng rồi quế, cánh hồi rồi hành á, nó bốc lên nó hòa quyện vào nhau á, rất là thơm luôn. Gà rất là vàng ạ. À. Đó. Hôm nay á, Sang vô bếp Sang nấu cái phở này để chút nữa mang ra cho người vô gia cư ăn thử. Thì cái anh vô gia cư đó anh ăn phở bò rồi nhưng mà chưa có ăn thử phở gà, thì lần này Sang làm thử cái phở gà này cho anh ăn thử. Cái gà này á, khi mà Sang ăn á, thì Sang không có để nguyên miếng như thế này đâu. Thì Sang lấy thịt thôi, lấy cái thịt ra và bỏ lên trên cái bánh phở đó. Đi ăn phở gà trước đi rồi còn đi học. Đến lượt mà Sang nấu cái phở gà này ăn vào buổi sáng đó các bạn, nấu nhanh cấp kỳ và đỡ hao điện. Nấu cái này thì con trai của Sang nó ăn sáng nó đi học và vợ chồng Sang thì ăn sáng để đi làm. Ủa có cần mang cắt trái cây đi học không? Không. Tại sao? Ủa mà không có trái cây thì Duyết không nói gì hết hả? Ừ. À, tại sao vậy? Ừ. Buổi sáng ăn tô phở gà như thế này á là thấy là đã ấm cái bụng rồi ha. Sang cũng làm tô. Ở Việt Nam mình á buổi sáng á thường á là người ta hay là ăn một ly ăn lộn uống một ly cà phê, ăn một tô phở nhỏ, một tô bún bún riêu, một tô bún bò. Trời ơi, cái đó là năng lượng nguyên một ngày rồi đó ha. Ngon quá các bạn ơi, bây giờ sang ăn phở gà với Yêu Anh cái nha.